mua tai nghe AirPods Pro Rep New ANC 2021 xuyên âm chống ồn bát tốt đến chơihay.vn giảm giá tới 500.000 đồng, tặng case thời trang miễn phí ship hàng toàn quốc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Amin Kha đây. Và hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc OnePlus 7T. Đây là một trong những chiếc máy mà vào cái thời điểm nó ra mắt thì tầm khoảng là 500 đô. Tức là cái mức giá của nó sẽ dao động là 13 đến 14 triệu đồng. Và cho đến thời điểm hiện tại, sau khoảng hơn 1 năm ra mắt như thế, chiếc máy này bây giờ nó chỉ còn mức giá tầm khoảng 7 triệu thôi, tức là đã giảm một nửa rồi. Đó, thì với cái mức giá đã giảm một nửa như thế thì liệu cái chiếc máy này có xứng đáng để chúng ta để ý tới trong cái phân khúc giá mà bây giờ phải gọi rằng là những cái chiếc máy mới được ra mắt trong năm 2021 này, tầm phân khúc 7 triệu thôi nó cũng đã tạo ra một cái điểm nhấn lớn rồi, tạo ra những cái sự vượt trội về phần cấu hình cũng như màn hình rồi. Đó, thì thông tin chi tiết nó là như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé. Trong khúc giá này thì cái điểm mà cái chiếc OnePlus 7T nó ăn đứt so với lại những chiếc máy khác trong cùng phân khúc giá là những cái chiếc máy mới, thì rõ ràng là nó về cái mặt chất liệu hoàn thiện. Chiếc máy này nó sẽ có hai mặt trước sau là kính cường lực này, bao gồm với đó là một cái phần khung viền kim loại. Phần mặt kính thì cũng sẽ được làm theo cái dạng là kính mờ, giúp cho hạn chế cái việc là bám dấu vân tay và mồ hôi đó khi mà nhìn trực diện như thế này. Cụm camera sau thì cũng là một cái điểm nhấn mà mình thấy rằng là nó sẽ có một cái điểm nhận diện riêng so với lại mặt bằng chung những cái chiếc máy khác có trên thị trường. Còn về cái phần mặt trước thì được xem như là đã lỗi thời rồi các bạn ạ. Khi mà nó có chúng ta là một cái phần viền tổng thể là mỏng nhưng mà nó có cái giọt nước đi kèm như thế. Đó, thì thành ra là nhiều bạn sẽ cảm thấy khó chịu về vấn đề này. Tất nhiên là về cái khoảng mà kích thước giọt nước này nó rất là bé thôi, cũng đã được OnePlus tối ưu rồi vào cái thời điểm nó ra mắt. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì nó thật sự là sẽ khiến cho nhiều người khá là khó chịu. Ví dụ như mình đi, mình sử dụng cái chiếc Redmi K40, cái kích thước cảm biến camera selfie chỉ có là 2,87mm thôi, thì khi mà thấy cái giọt nước như thế này thì cảm giác là nó hơi khó chịu thật. Đó, còn về cái chất lượng hiển thị thì cái tần số quét của nó cũng chỉ dừng lại là khoảng 90Hz thôi. Đó, tuy nhiên thì với cái tấm nền Fluid AMOLED thì cái chất lượng hiển thị của nó cho ra là cực kỳ tốt. Và về phần màu sắc thì chắc chắn là những bạn học kỹ ảnh cũng sẽ khá là ưng cái chiếc máy này. Đó, đi kèm với đó thì cái phần màn hình này nó còn có chúng ta là những cái công nghệ khác, ví dụ như là hạn chế ánh sáng xanh chẳng hạn, nó lọc được khoảng 42% như thế, thì nó cũng sẽ giúp cho cái đôi mắt của chúng ta nó phần nào đó nó đỡ mỏi hơn trong quá trình mà chúng ta sử dụng nhiều với lại cái chiếc điện thoại này. Còn về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một con chip Snapdragon 855 Plus, tuy nhiên thì sẽ không có công nghệ 5G. Dành cho những bạn nào mà bỏ ra cái tầm tiền này thì thật sự nếu như không có công nghệ 5G sẽ là một điều rất tiếc nuối. Vậy thì để mà muốn có 5G thì chúng ta chỉ còn cách là lựa chọn những cái chiếc máy mới được ra mắt trong năm 2021 này. Tầm phân khúc giá 7 triệu thì tầm khoảng 4-5 triệu bây giờ cũng đã có 5G hết rồi. Cho nên là thành ra những bạn nào cần 5G thì cái chiếc máy này không phải là cái lựa chọn đáng giá ở thời điểm hiện tại rồi. Đó, còn về hiệu năng thì rõ ràng là nó vẫn là một con chip cực kỳ tốt. Tất nhiên là nếu như so với lại con chip Snapdragon 870 thì rõ ràng là nó kém một trời một vực rồi. Đó, nó chênh nhau cũng khá khá. Thì đây nó tùy thuộc vào các bạn. Camera trên cái chiếc máy này thì nó đi theo một cái hơi hướng mà mình nghĩ rằng là mình không thật sự thích. Chụp điều kiện đầy đủ sáng thì không có gì phải bàn rồi. Tuy nhiên thì về cái phần tông màu ấy là nó đi theo cái hướng là tông lạnh, khiến cho mình cảm thấy là hơi bị khó chịu. Đối với lại OnePlus 8, OnePlus 8 Pro thì mình đã từng trải nghiệm, mình thấy rằng là cái màu sắc của nó cho ra rất là ok. Tuy nhiên thì không hiểu sao với cái con này thì nó lại cho ra một cái tông lạnh và nhìn khá là khó chịu, mình không thích cái tông màu này. Đó cũng là một điểm mà dành cho những bạn nào mà thích chụp ảnh cái thứ này kia thì cần phải hậu kỳ ảnh với con này. Còn về chất lượng chi tiết thì nó tốt rồi, cho nên là chúng ta khi mà hậu kỳ ảnh cũng sẽ an tâm hơn. Đó, còn về camera selfie thì mình đánh giá khá là cao về cái chế độ làm đẹp. Mình rất thích những cái chiếc camera selfie mà có cái chế độ làm đẹp, tuy nhiên thì nó sẽ đi theo cái hơi hướng là tối ưu nó vừa phải, nó gọi là nó làm miệng vừa phải, rồi là nó xóa mụn vừa phải. Đó, thì cái con này nó khiến cho mình rất hài lòng về cái phần camera selfie với cái chế độ làm đẹp của nó. Chỉ cần chọn mức 2 là cái mức cân bằng nhất, mình thấy là nó ổn nhất. Và bây giờ sẽ là phần test micro thu âm trên cái chiếc OnePlus 7T này. Mình test thì để mình muốn kiểm tra xem rằng là về cái khoản thu âm liệu nó có vượt qua cái chiếc Redmi K40 được xem như là best choice trong khoảng khúc giá khoảng 7 triệu như thế này hay không các bạn nhé. Ok, mình nghĩ là với cái đoạn video ngắn như thế này thì chúng ta cũng đã biết được rằng là cái chất lượng thu âm nó như thế nào rồi đúng không? Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần đánh giá khác nhé. Còn nói về phần pin của chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là 3800. Thì ở thời điểm hiện tại mình thấy là dung lượng pin 3800 cho một cái tần số quét 90Hz đó là một cái điều gì đó khá là gọi là trung bình khá, chứ không thật sự là khiến cho chúng ta có một cái thời gian sử dụng pin gọi là ổn.
Đó, con này phải tầm 4.500, thì nếu như mà muốn có dung lượng pin cao thì cũng chỉ còn cách là lựa chọn cái chiếc Redmi K10 thôi. Chưa kể là Redmi K10 nó là một cái chiếc máy mới nguyên siêu trong khung giá này. Những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc Redmi K10 thì có thể kích vào đường link phía dưới mô tả của video. Hôm sau thì mình sẽ làm một video so sánh giữa hai chiếc máy là Redmi K10 cũng như là OnePlus 7T này, dành cho những bạn nào đang phân vân một cái thương hiệu đến từ OnePlus như thế. Đó, pin thì cũng chỉ đủ dùng. Còn về phần mềm thì CEO của OnePlus cũng như là Oppo, hai người này là đều là một cả, đều là Peter Lau. Thì ông này ông đã gộp hai cái thương hiệu OnePlus và Oppo lại là một luôn. Sau khi về chung một nhà như thế thì nhiều người thắc mắc rằng là với những cái phiên bản phần mềm, ví dụ như là Oxygen OS cũng như là Hydrogen OS ấy, có được tiếp tục phát triển hay không? Thì vị CEO này đã xác nhận rằng là có, vẫn được tiếp tục phát triển và vẫn được cập nhật phần mềm, chứ sẽ không chuyển sang ColorOS các bạn nhé. Một số tin đồn rò rỉ rằng là những cái thiết bị OnePlus mới sẽ chạy ColorOS, còn với những thiết bị cũ thì mình nghĩ là chắc chắn nó vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật phần mềm với cái giao diện là Oxygen hay là Hydrogen. Đó, thì cái này thì các bạn cũng không cần phải lo đâu. Với cái giao diện mà gần như thuần Google như thế này thì trải nghiệm của nó rất là mượt mà. Đó, không có gì để chê cả. Tất nhiên là mình vẫn không thích lắm về cái phần giao diện icon, nhưng mà nhìn chung tổng thể thì nó cũng là ok. Đó, dành cho những bạn nào thích thuần Google. Mà thuần Google thì các bạn lưu ý là cái nhiệt độ của nó hơi cao. Mình cũng chỉ vọc vạch con này một tí mà thấy nó đã nóng rang rồi. Và với cái dung lượng pin mà nó hơi thấp như thế này thì thành ra các bạn cần phải cân nhắc hơn nữa về vấn đề thời gian sử dụng pin. Khi mà nó nóng lên như thế, nó sẽ tụt pin nhanh hơn. Và còn một điểm mình quên nói với các bạn, đó chính là nó sẽ có một cái cặp lo kép khá là tuyệt vời đó các bạn ha. Hôm sau thì mình sẽ có một video so sánh chi tiết rõ hơn giữa cái lo kép trên cái chiếc Redmi K10 các bạn nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ channel của Kênh Công Nghệ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.